Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Octozim. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm đến thông tin về octozim cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh chia sẻ dưới đây nhé thành phần Protease Papain pepsin mantes lipas cellulo phụ liệu gluco hương tổng hợp dạng bào chế bột pha uống Công dụng Bổ sung các enzyme cần thiết cho cơ thể, giúp trẻ tăng hấp thu chất dinh dưỡng, kích thích ăn ngon miệng và ăn được nhiều hơn. Giúp phòng và hỗ trợ cải thiện các rối loạn tiêu hóa do chức năng tiêu hóa suy giảm. Đối tượng sử dụng Dùng cho trẻ lớn hơn 2 tuổi, biếng ăn, ăn không tiêu, nôn chớ, đầy hơi, trướng bụng, rối loạn tiêu hóa, trẻ mới ốm dậy. Người lớn rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, người dùng nhiều thức ăn chứa chất đạm và tinh bột. Cách dùng, sản phẩm dùng đường uống. Pha mỗi gói với 10 đến 15 ml nước ấm uống trực tiếp hoặc ăn trực tiếp, ngay trước hoặc sau bữa ăn. Liều dùng. Trẻ em dưới 2 tuổi uống một gói một lần, dùng 2 lần mỗi ngày. Trẻ trên 6 tuổi và người lớn uống 2 gói một lần, dùng 2 lần mỗi ngày. Thời gian điều trị để tăng hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa, Hết biếng ăn trẻ nên uống liên tục 10 đến 20 ngày. Chống chỉ định: Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào trong sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng: Sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Nhà sản xuất: Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm, Công ty Cổ phần kinh doanh dược phẩm Châu Âu sản xuất, công ty cổ phần đầu tư và thương mại IAP. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm OctoZim, đồng thời biết cách sử dụng OctoZim sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham